nay mình làm món sườn chay chua ngọt. Thì ở đây mình dùng một bịch sườn chay là 100g á. Mình đã ngâm nước cho nó mềm ra hết rồi. Thì thường là mình ngâm khoảng 2 tiếng nha. Đây là hai miếng chanh. Mình dùng hai miếng nhỏ nhỏ như vậy thôi. Còn nếu mà thích ăn cay á thì các bạn dùng thêm giúp mình là một trái ớt như vậy nữa. Còn đây là nước mắm chay. Mình dùng là 1,5 muỗng canh. Thì đây mình dùng cái hiệu này nè. Thì không có nước mắm chay đó thì các bạn có thể thay bằng muối nha. Và đây là đường. Đường mình sử dụng là 2 muỗng canh. Còn đây là 1 muỗng canh tương ớt và 2 muỗng cà phê hạt nêm chay. Thì phần nguyên liệu đã xong rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình bóp vắt cho nó thật là sạch cái phần sườn này nha. Sườn chay nè, mình vắt mình rửa ha. Nước này là nước thứ ba rồi đó. Thì mình không quay hai cái bước đầu để mình sợ mất thời gian đó. Rồi sau khi vắt rửa cái nước thứ ba xong rồi thì mình sẽ cho vào đây. Mình cho thêm một ít nước vào nữa để mình rửa cùng với nước chanh nha. Đây hai miếng chanh nãy mình chuẩn bị đó. Một miếng mình cho vào đây để mình rửa. Các bạn nhớ bóp vắt cho nó thật là kỹ nha. Cho nước chanh nó thấm hết vào trong cái phần sườn này á. Mình làm như vậy á thì mình chiên lên nó sẽ được giòn lâu hơn á. Sau khi mình bóp cho cái sườn nó ngấm với nước chanh rồi thì bây giờ mình sẽ vắt cho nó thật là ráo nước. Nếu mình vắt ráo như vậy là được đó. Rồi tiếp tục mình vắt cho hết luôn. Sườn vắt ráo rồi thì mình sẽ đi cắt ra. Cắt nhỏ lớn thì tùy theo sở thích của mình nha. Thì thông thường á, cái miếng này mình sẽ cắt làm 4 á. Mình thấy cỡ này là vừa rồi. Thì các bạn có thể cắt nhỏ hơn cũng được nữa. Bây giờ thì mình sẽ đem đi chiên nha. Dầu vừa nóng thì mình cho sườn vào mình chiên. Đây mình dùng cái chảo này nó cũng hơi nhỏ đó, cho nên mình phân ra mình chiên khoảng 2 lần. Lúc cho vào này nè, thì mình để lửa vừa. Mình để khoảng 1-2 phút á, mình mới giảm cái lửa nhỏ lại nha. Trong lúc chiên á thì mình canh mình chở sườn cho nó được giòn đều hơn á. Khi sườn nó vàng giòn rồi thì mình gấp ra. Mình cho tiếp vào mình chiên cho hết luôn. Giờ mình sẽ đi cắt ớt để mình làm cái nước ghim chua ngọt. Bạn nào mà ăn cay được á thì mình bằm một trái ớt mình cho vào thì món ăn của mình á nhìn nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Làm nước ghim chua ngọt nè, mình cho nước mắm vào. Không có thì thay bằng muối và ít nước nha. Mình cho đường vào luôn. Đây là tương ớt và hạt nêm, mình cũng cho hết vào.
Tiếp tục thì mình dùng thêm một miếng chanh nhỏ nữa nè, mình vắt vào cái chén đường nè để mình lường luôn á, thì nó tầm 2 muỗng cà phê nước cốt chanh á, mình cho vào luôn. Rồi mình nấu với cái lửa nhỏ nha, cái cho cái nước sốt này nó tan ra. Khi nước sốt chua ngọt nó sôi đều thì mình cho ớt vào. Rồi tiếp tục mình cho sườn vào mình ghim luôn. Mình đảo đều lên. Thì lúc này các bạn nhớ để lửa nhỏ nha. Mình để lửa lớn á, là cái này nó dễ bị khét á. Đó mình xào nhanh tay, mình đảo đều lên đó, cho nó áo đều một cái lớp chua ngọt xung quanh cái sườn là được rồi đó. Nó ráo như vậy là được rồi nè. Giờ mình sẽ đem ra mình thưởng thức nha. Để sườn chua ngọt nè, nhìn thơm mà hấp dẫn lắm nè. Giờ mình mời các bạn thưởng thức nha. Mình sẽ ăn thử cái miếng này. Giòn gụm luôn và nó chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Công thức này á, mình làm để ăn cơm á, là vừa luôn á. Còn nếu các bạn làm ăn chơi á, thì mình giảm lượng nước mắm lại giúp mình nha. Cái món sườn gam chua ngọt này nè, nó vừa ngon lại rất là đơn giản nữa. Thì các bạn hãy làm để cho gia đình mình thưởng thức nha. Món sườn gam chua ngọt của mình đã làm xong. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Thì khi bấm vào nút đăng ký đó, thì nó sẽ hiện ra một cái chuông. Thì các bạn nhớ bấm vào cái chuông luôn, để khi mà mình đăng cái video mới á, các bạn là người đầu tiên nhận được cái thông báo. Giờ thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.